xin chào khán giả của đài truyền hình SBTN, xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung của Mai Phi Long. Thưa quý vị SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ tư ngày tám tháng 12 năm hai nghìn Thưa quý vị tối ngày hôm qua tối cao pháp viện đã đưa ra một phán quyết tạm thời giữ nguyên title tổ bốn ở biên giới Mỹ và Mexico, tức là người ta vào nước Mỹ không được những ai vào vào thời điểm này. Thì coi như bị đẩy ra về bên Tạm, Mexico, Tạm. Tại sao có chuyện này? Thì xin nhắc lại quý vị, Tài tổ 42 là theo cái luật mà gọi là về bảo vệ sức khỏe cho người Mỹ đã được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tức là khi Mỹ có bệnh dịch thì quý vị không được vào. À, cho dù quý vị vào với lý do gì. Đó. Thì ngày hôm qua tôi có việc đã đưa ra phán quyết 5-4. Trong đó thì 3 thẩm phán cấp tiến cùng với thẩm phán New Gorsuch là thẩm phán mà bảo thủ đã bỏ phiếu là 4 phiếu còn bên kia là 5 người bảo thủ Đó. họ phiếu họ yêu cầu là tiếp tục giữ tay tổ 42 trong lúc khoảng 20 tiểu bang kiện và theo dự trù có thể đến tháng 2 hoặc tháng 3 tối cao pháp viện sẽ xử cái chuyện này. Đó là câu chuyện như vậy. Và hiện nay người ta sợ rằng nếu bây giờ mà bỏ cái tay tổ 42 thì một ngày có thể có từ 10.000 đến 18.000 di dân bất pháp đi vào Mỹ hoặc là di dân đi vào Mỹ. Vấn đề này thì thưa quý vị, hồi tháng 4, một tránh án ở Louisiana ra phán quyết là tiếp tục giữ tay tổ 42. Sau đó là hồi đầu tháng 12 này, một phán quyết khác của một tránh án khác ở tại DC nói là bỏ tay tổ 42. Cái lý do mà người ta muốn giữ mà 20 tiểu bang đó họ muốn giữ là như thế này. Họ bảo bây giờ nếu mà bỏ tay tổ 42 Di dân đi vào sẽ gây tạo ra cái nặng cho tiểu bang của họ đó là thứ nhất cái thứ hai họ nói rằng chính quyền Joe Biden đã không có áp dụng cái này triệt để về bên phía mà muốn bỏ cái này đó thì họ nói rằng là gì thứ nhất là sai luật bởi vì theo cái tay tổ số 8 đó, là mọi người vào Mỹ đều được vào và giữ ở đó và thẩm vấn phỏng vấn kiểm tra nếu anh có đủ điều kiện anh vào không đủ điều kiện anh đi ra còn điều kiện chưa rõ ràng thì anh tạm thời lại để chúng tôi phỏng vấn đó. À. Thì cái bên mà bỏ đó họ nói rằng là gì? Khi mà chính quyền Donald Trump áp dụng cái tay tổ hai nó không đồng đều. Tại vì ông nói rằng là nếu mà vì Covid-19 không cho vào, thế thì tại sao hàng trăm ngàn người đi vào bằng máy bay thì lại được vào, mà lại không có gọi là xét nghiệm Covid-19. Đó, đó là cái tranh cãi. Thì bây giờ tôi có viện là bảo rằng họ tạm thời vẫn áp dụng cái đó để tháng 2 hoặc tháng 3 họ xử ở đây họ không xử cái chuyện là tay tòa 42 đúng sai mà họ xử theo cái lý do là gì là các tiểu bang có quyền để mà ngăn chặn cái này hay không đó là cái vấn đề pháp lý họ không xử cái chuyện là tay tòa 42 đúng sai vào lúc này đã. thành ra đây là cái gây tranh cãi rất là lớn và tối hôm qua tôi có viện đã đưa ra phán quyết đó thì uh, về phía các cái uh, gọi là người mà uh, họ phản đối cái chuyện này tức là phản đối bỏ cái uh, phản đối giữ nguyên cái tay ta chủ hai á thì họ nói rằng là bây giờ đó là lý do là bởi vì sao cái hệ thống cái cái, cái luật di trú nước mỹ nó đang banh cả từ thời thập niên 80 mươi đến giờ chưa có một cái dự luật nào được thông qua và đây là trách nhiệm của quốc hội đó thì tòa bạch ốc ngày hôm qua cũng đưa ra một cái tuyên bố nói rằng là họ không đồng ý với cái phán quyết của tòa cáo viện và họ nói rằng chính vì như vậy quốc hội cần phải thông qua những biện pháp cải tổ luật di trú toàn bộ để giải quyết vấn đề này. Chứ không thể nào mà anh không đưa ra luật mới rồi anh cứ để như thế. À, thành ra đây là cái tranh cãi rất lớn. Và đặc biệt người ta nói rằng là như thế này. Nếu mà bây giờ đó bảo rằng là bỏ cái luật bỏ cái tài tổ 42 đó, để mà ngăn cản À, xin lỗi quý vị giữ nguyên cái tay thổ 42 để mà ngăn cản dân vào thì điều đó cũng không chặn được luôn không thể chặn được bởi vì sao người ta vẫn vào tức là không phải tất cả mọi người vào bị đẩy ra có một số người vào vẫn được đó thành ra người ta nói là áp dụng cái luật này nó không có đúng đó là cái chuyện mà rất quan trọng và ở đây nó có một cái nữa là khi mà các cái tiểu bang đó họ vẫn nghĩa là áp dụng những cái chuyện chẳng hạn như là chúng ta thấy trong thời gian vừa qua Tiểu bang Texas thì lấy xe chở <laughs> mấy dân đi Florida thì lấy máy bay chở còn ông Arizona thì đem mấy cái thùng container ra biên giới cũng để nó tốn kém tiền bạc của dân đóng thuế mà không giải quyết được vấn đề đó là cái trách nhiệm của quốc hội và cái điểm quan trọng nữa là gì những người mà chống đối cái chuyện mà tiếp tục giữ tay thổ 42 họ nói rằng tối cao pháp viện khi mà đưa ra phán quyết ngày hôm qua tức là anh xen vào cái chuyện của quốc hội cái à, này nó giống như cái gì Roe v Wade quý vị nhớ không năm 1973 khi mà tối cao viện ra phán quyết phụ nữ có quyền phá thai sau đó thì, thì nhớ tháng 6 năm nay tối cao viện mới họ hủy bỏ cái phán quyết đó họ bảo là chúng tôi không có quyền này chúng tôi đã làm sai năm 1973 Cái quyền này phải nằm ở quốc hội quốc hội là nơi làm ra luật đó là lý do vì sao mà sau đó có cái đề nghị của ông thẩm phán Clarence Thomas Nói là phải dẹp luôn cái vụ mà hôn nhân đồng tính à, Quý vị nhớ không? Thành ra vừa rồi đó là quốc hội đã thông qua cái luật gọi là luật hóa hôn nhân đồng tính Bảo vệ hôn nhân đồng tính Và ông Biden mới ký đã quý vị thấy không? Thế thì bây giờ cái chuyện này nó cũng giống y chang vậy luôn Người ta thắc mắc là Thế thì tại sao tôi gặp viện vô Tại sao không để quốc hội làm à, Nhưng mà tôi gặp viện đó Thì chúng tôi đa số Quý vị thiểu số đáng chịu năm người chúng tôi nói là là gì ở đây chúng tôi chỉ xét cái chuyện là các tiểu bang có quyền phản đối này không đó là cái điểm chính mà ngày hôm qua tôi cao viện đưa ra phán quyết trời anh long anh có thêm tin tức về vụ này hay không trong cái phán quyết này tôi chú ý đến cái uh, lập luận của uh, ông uh, thẩm phán New Gorsuch thẩm phán bảo thủ ông biết như thế này ông nói là cái tình trạng hiện tại ở vùng biên giới không phải là vấn đề Covid-19 nữa Và ông nói cho rằng là Tòa án không nên Gọi là Xíu vào cái vấn đề Mà thuộc thẩm quyền bên phía Các gọi là vị dân cử Trong cái vấn đề mà gọi là chính trị Và đây là cái vấn đề Của các Bên phía uh, Hành pháp để mà họ Điều hành Và giải quyết một cái tình trạng gọi là khẩn cấp thì đây là một cái quan điểm mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta nên lưu ý là mọi chuyện đưa lên trên tối cao pháp viện từ nhiều nhiều nguồn khác nhau và theo lập luận này thì ông nói rằng cứ đưa lên kiểu này là xen vào cái quyền hành pháp và không có để cho bên phía hành pháp giải quyết những cái cuộc khủng hoảng khác và biến tự động hóa biến cái cơ quan tối cao pháp viện thành trở trở thành một cái nơi chính trị thì đây là một cái điều mà chúng tôi lưu ý thưa anh chịu thôi <laughs> chịu thôi khi mà luật nó không rõ ràng các bên không đồng ý với nhau thì đưa lên tòa mà tòa là gì tòa là con người à, <laughs> đúng chưa uh -huh. cho đến khi nào tòa thay đổi bởi vì thưa quý vị không có luật nào hoàn hảo hết bây giờ nay mai mà ví dụ như ông Biden có cơ hội bổ nhiệm đề cử và bổ nhiệm những vị thẩm phán cấp tiến thì chuyện đã lại khác đó nói chung đó là cái trò chơi chính trị không những của nước Mỹ mà của cả vũ trụ này mạnh được yếu thua chuyện đó là chuyện rất bình thường thành ra chúng ta sẽ chờ xem đến tháng 2, tháng ba tối gặp viện họ sẽ xử vụ này họ sẽ đưa ra phán quyết như nào còn bây giờ coi như biên giới Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa nhưng mà đóng cửa ở biên giới phía Nam thôi à, còn đi máy bay vào thì vẫn vào à, vẫn vào à, không phải xét nghiệm gì cả đó đó là cái mà à, người ta nói rằng là không có công bằng tại vì nếu mà anh áp dụng như vậy thì mình áp dụng luôn cho cả những người đi máy bay có đúng yes. không đó bởi vì đi máy bay đó thì thưa quý vị tại vì sao cái tay tàu 42 nó là như này nó không dựa trên cái vấn đề gọi là an ninh hay gì cả mà nó dựa trên vấn đề là y tế thì cdc bảo bây giờ nước mỹ không còn bị covid 19 đe dọa nữa anh không thể áp dụng cái đó trong khi chính quyền biden bảo rằng là chúng ta còn có tay tàu tám nữa tay tàu tám là gì là bất kỳ ai vào đều phải được giữ lại và thẩm vấn rồi sau đó mới tính là ồ anh đi ra hay đi vào hay ở lại tùy theo đó hai cái tay tổ nó gọi là hai cái cái điều khoản nó tạm gọi là điều khoản 42 và điều khoản số 8 là nó nó chọi nhau ở chỗ đó và như tôi nói đó nếu mà áp dụng người ta bảo là áp dụng là áp dụng hết à, thành ra cái đó là cái điều mà cũng một phần trong cái lời ông nêu qua sức nó ra, là cũng là không giải quyết vấn đề đó. thôi thì đành chờ xin ra nào rồi, bây giờ cũng liên quan đến chuyện Covid-19. À, quý vị biết là Trung Quốc trong gần 3 năm qua là họ coi như là bế quan tỏa cảng đúng không? Bây giờ bắt đầu nới lỏng. Và như trước tôi đưa tin quý vị bắt đầu ngày 8 tháng Giêng là du lịch Trung Quốc là trở lại. À, ở ngoài đi vào được, ở trong đi ra được đúng không? Nhưng mà bây giờ ta đang lo là bao nhiêu triệu dân Trung Quốc thực sự là bị Covid-19 đó là con số bí mật. Thì để đề phòng cái chuyện này bây giờ bắt đầu. Dân Trung Quốc thì họ hân hoan nhưng mà đối với các nước khác hân hoan hay không điều đó phải coi lại và Hoa Kỳ đang cân nhắc một chuyện gì Thân ông? Thưa quý vị, Hoa Kỳ đang cân nhắc đến chuyện rằng là áp dụng cái chính sách mà gọi là xét nghiệm Covid-19 cho những du khách hay là những người đi du lịch từ bên Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì bên Hoa Kỳ đang tính là đưa ra những cái quy định có thể là xét nghiệm ở uh, bây giờ chúng ta chắc quý vị cũng còn nhớ là trong thời gian đại dịch mà khi bắt đầu hơi nới lỏng đó thì mỗi lần chúng ta đi ra ngoại quốc hay chúng ta đi, đi từ nơi này sang nơi kia trước khi lên máy bay chúng ta phải xét nghiệm rằng là chúng ta có âm tính với covid 19 hay không thì chúng ta mới được lên máy bay à nếu chúng ta dương tính chúng ta ở nhà và khi đến phi trường chúng ta phải trình diện cái 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 cái, cái, cái xét nghiệm đó rồi chúng ta bay đến cái phi trường đến nước sở tại chúng ta cũng có thể phải chịu à, chịu cái sự xét nghiệm ở sự sở tại đó nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta có một cái dấu hiệu mà dương tính thì họ cũng không cho chúng ta vào thì bây giờ sau đó thì khi bệnh dịch nó nó lắng đi thì nước Mỹ cởi trói cái cái quy định này nhưng bây giờ với tình trạng Trung Quốc đang là, là bệnh dịch gia tăng bùng phát trở lại thì Hoa Kỳ đang cân nhắc các biện pháp quy định để mà ngừa những người bị COVID-19 nhập vào nước Mỹ. Thì đây là một cái tình trạng vừa mới gọi là hiện tại bây giờ vẫn còn đang nằm trong cái chuyện cân nhắc kế tiếp nó như thế nào. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.